kính gửi ngài chỉ huy cao cấp quân đội Việt Minh tỉnh Thừa Thiên. Tôi là Tôn Thất Di, nguyên tuần phủ cũ. Cháu Tôn Thất Quỳnh là con trai út và độc nhất của vợ chồng chúng tôi. Vì sự bồng bột non dại của tuổi thiếu niên, cháu Quỳnh đã trốn nhà theo bộ đội của các ngài. Nay tôi tha thiết đệ trình lên ngài, vì lòng nhân đạo, xin ngài cho cháu Quỳnh được trở về với gia đình để cháu được tiếp tục đi học và chữa bệnh. Gọi là chút lễ mọn tri ân, vợ chồng chúng tôi xin kính biếu ngài và đồng sự một số thuốc tây chữa bệnh, thuốc bổ và một số vật dụng cá nhân khác. Kính mong ngài vui lòng chấp nhận. Hơn một tuần nay, em Quỳnh lên cơn sốt nặng và có nguy cơ bị suy tim. Để chữa trị, tôi chỉ có cháo loãng với mấy con tôm khô khô mặn và thuốc nước ký ninh hòa với nước trời. Hiện em đang sáng tác một vở nhạc kịch cách mạng. Tôi cho rằng chú bé chiến sĩ này là hiện thân của mộng tưởng và ý chí của tất cả chúng ta trong giai đoạn kháng chiến bi tráng và quyết liệt hiện nay. Và tôi tin em ấy sẽ đứng vững với chúng ta. Cứ để cho em ấy lựa chọn. Không, chúng ta không nên mạo hiểm như vậy. Theo tôi, cách tốt nhất là giấu, không nên để cho thằng Quỳnh biết chuyện. Và chúng ta sẽ viết thư cho tên đại diệt giang ấy. Còn các người đã cự tuyệt, quyết không rời bỏ kháng chiến để đi theo giặc. Tôi phản đối sự thủ đoạn và vô trá. Mà thủ đoạn và vô trá với ai? Với đồng đội, đồng chí của mình à? Không được. Giải quyết cách đó thật đơn giản và đỡ mệt, nhưng vô tình chúng ta đã tự bôi nhọ lý tưởng cao đẹp của chúng ta. Mà lý tưởng đó là sự thật. Nhưng chúng ta phải đặt quyền lợi của kháng chiến lên trên hết. Việc thằng Quỳnh rời bỏ kháng chiến sẽ có ảnh hưởng xấu, rất xấu là đằng khác, đối với một số cán bộ và chiến sĩ trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ngay cả nhân danh vì quyền lợi của kháng chiến đi nữa, tôi cũng không tán thành sự dối trá. Sự dối trá giống như cây kim bộc vẽ, trước sau rồi người ta cũng biết. Và người ta sẽ tự hỏi, họ đã dối trá với mình từ bao giờ và sẽ còn dối trá đến lúc nào. Hậu quả xấu của loại câu hỏi này sẽ khó mà lường hết được. Tôi đồng ý với cách giải quyết của anh Thiền. Việc này chúng ta cứ để cho em Quỳnh tự do quyết định. Các anh cứ đưa thư của ba mẹ em cho em đọc. Ba con đã viết thư cho chú con hiện đang công cán bên nước Thụy Sĩ. Nếu con về, ba sẽ gửi con sang bên đó để chữa cho lành bệnh và học cho đến lúc thành tài. Biết tánh con thích nhạc, thích đàn, nên chú con đã mua sẵn cho con một cây đàn piano nhãn hiệu Ý, chờ con qua chơi. Mẹ gửi kèm cho vú ba và chị Hường mang cho con một ít đồ ăn, áo, mền, thuốc để con dùng hoặc biếu bạn con tùy ý. Nước Thụy Sĩ mà chú ta nước nào vậy? Nước chuyên làm đồng hồ đó. Omega nè, Vile nè. Sướng thật. Chỉ cần chú ta gật đầu một cái là đã qua ngồi bên nước Thụy Sĩ rồi. Đi xe hơi, ở nhà lầu. Vậy mà chắc gì chú ta đã chịu gật. Chuyện đời mà, biết đâu được. Để rồi coi.
là chị. Về nói lại, ba mẹ em là khi nào Quế giải phóng, em sẽ xin phép cấp chỉ huy về thăm cả nhà. Quỳnh ơi, cút ra đi, các người giết chết thằng bé rồi. Nè nè, má đâu đâu? Tội nghiệp, ngày nào nó cũng đi thăm thằng Quỳnh. Nè, có lần đi trinh sát, tao thấy con chuyền chị nhảy trên đất, tao liền lượm hòn đá ném chơi, không ngờ lại trúng nó. Con chuyện chuyện bay giọt thẳng lên giữa trời như là pháo thăng thiên. Nó hót một tràng dài rồi từ trời rơi xuống. Tao lượm lên coi, thấy hai mép nó rỉ máu. Lúc đó tao nghĩ là nó bị tao ném trúng đầu. Giờ thì tao tin rằng nó bị dở tim như thằng Quỳnh. Nhưng con chim chết là do mày ném đá, còn Quỳnh có ai ném gì đâu mà dở tim. Thì cha hắn ném chứ còn ai nữa. Có phải ném gạch ném đá đâu. Cha hắn ném ô tô, nhà lầu, ném đàn dương cầm, ném nước thủy sĩ cho hắn. Làm gì hắn chẳng dở tim mà chết. Quỳnh ơi,